Chào mừng bạn đã đến với kênh Haribo Off Road. Xin chào 500 anh em. Hôm nay dầm mưa dãy nắng đi quay clip để cho mọi người xem nữa đây. Và đây là bến xe quận 8. Hiện tại chúng tôi đang vừa mới dãy khác xong. Lên đường nào. Nắng quá anh em ơi. Có ai ở quận 8 cho xin tí nước đi. Này có anh có cái bình cho nước luôn. Không dám xin. Đã từng làm việc mệt mỏi, không biết hôm nay anh em có đi đâu chơi không? Hôm qua mình vừa mới chở bà ngoại về quê, hôm nay lại lên để tiếp tục công việc. Bây giờ thì đang trên đường đi tìm mua cái Paga sau EV. Ở đâu có bán ta? Ở Sài Gòn nắng quá trời nắng. Thì hôm qua vừa mới khai trương văn phòng nhà đất bất động sản xong ở Bình Dương. Thì bà ngoại có lên chơi thì xong rồi chở bà ngoại về. Thì anh em nào mua đất ở Bình Dương thì liên hệ nha. Đất ở Bình Dương hiện tại rất là rẻ. Đi ra một xíu. Các bác chở gì mà nặng thế. Thì quận 8 không biết có ai biết nhà của Hot Boy Xâm Chỗ không ta. Hot Boy Xâm Chỗ Hoàng Anh gì đó. Từ lúc Gò Công mà lên tới đây thì có quay một clip rồi rất là dài. Mà clip đó cũng không có gì để nói nhiều, nói ít. Rồi xong hết pin, rồi mình ngồi lại nước mía xong mình sạc pin. Rồi lúc mà công tác thì nó mua cái camera hành trình. Không có tiền nhiều quê xài Tết nên mua cái camera mấy trăm nghìn nó xài cũng ok. Hey qua đi cô ơi, nó xài cũng ok, mọi người thấy hình ảnh cũng đỡ đỡ ha. Mọi người nhớ like và share nhiều cho kênh mình để mình có tiền mình mua cái cam mới nha. Cái camera xài SD cam đồ với người ta go rồ. Trời, thanh niên chạy táo bạo quá. Vâng, một pha vượt mặt thành công. Quay chơi cho anh em vui chứ. Nhưng mà để kiếm tiền mà mua cái SD cam khác cũng hơi bị khó rồi nha. Một clip mình đăng lên chỉ có mấy người xem thôi. Chán quá. Có anh em nào mà có làm clip lên Bình Dương thì cứ alo mình mời cà phê nha. Gì nói chứ ở trên đó cà phê thì bao la. V
Vâng, một thiếu niên nhi đồng đang chạy với tốc độ là 80 km/h đang băng qua quận 5. Vâng, thanh niên táo tợn quá. Và đây thêm là một bác, chắc người này gọi là tay lái lụa này, không cần nó bảo hiểm gì hết. Ở đây là người Hoa rất là nhiều bán thuốc bắc. Cứ mỗi lần mà qua cái con đường này là được ngửi mùi thuốc bắc rất là nhiều. Trước thì có đi quay cũng nhiều nhưng mà nói không có nội dung gì nhiều, nó không có dám chia sẻ lên cho anh em chạy chém chết. Ê, cho qua được đó rồi. Đây là Bắc Sơn Hùng Vương. Nam thanh niên đang dẫn xe giữa trưa nắng. Bây giờ là 11 giờ mấy, 12 giờ rồi, nắng chang chang luôn. Thì một nam thanh niên chạy Jupiter mặc áo Exciter. Sao chắc nhìn chất liệu vải nó dở quá ta. Bữa hổm là mình thấy trên mạng nó bán 350.000, mình tính đặt mà không dám đặt, nhìn vải ghê quá. Này, một nam thanh niên nữa vừa vượt mặt thành công. Các bác ở Sài Gòn chạy ghê quá. Có thêm một ca nữa, quá là dữ. Một nam thanh niên vừa bán địa lầu đã bị bắt. Wow, chất dữ. Hai data 70 78. Hai nam thanh niên mặc đồ cực kỳ chất, y như đi bụi, full face. Wow, cà phê rây, cà phê laser rồi. 67, ôi 67 cả ngàn phân khối nhưng cũng giỡn đâu. Chạy xích lên coi sao. Quá trời quá đất luôn, chạy cả ngàn phân khối mình chạy, mình chạy có 135 phân khối thôi, chạy không lại. Thank you.
trào lưu phong cách bụi bặm dữ dằn, để về chắc ghi vợ cho tiền đi mua đồ quá, mua đồ bụi mặc lên cho nó nhìn nó chắc. Này cái nam thanh niên chạy nhanh quá, chạy không lại. Wow, full pay KTM. Bút bát cũng mới tìm trên mạng được một cái chỗ bán Baga GV để chạy đó gây, còn bữa nay chủ nhật không biết có nó có bán hay không, chạy lại thử coi sao. Mua để chất đồ rạng ngoài sao thôi, đi nhiều đem để trước thì nó cũng cản, nhiều khi mình chở đồ nhiều để sao thì có dây ràng ràng lại nhìn cho giống đi bụi. Như là ngã tư Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch buổi trưa, chứ buổi chiều về là kẹt xe hàng mấy cái km tệ lắm, sợ lắm. Mỗi lần về quê là mình hay canh mấy cái giờ mà trưa trưa nè, đi lên Sài Gòn, lên Bình Dương ở nhà cái nó, ủa sao mày đi giờ thiên không vậy, thì nó con đi giờ này thì không có xe chứ, đi mấy giờ khác rồi mệt rồi, vừa mệt mà vừa đứng đợi khói bụi rất là mệt, kinh khủng lắm, sợ lắm. Ngã 6 cộng hòa. À, vừa có một nam thanh niên mặc áo phản quang đồ, mặc áo thun ngắn tay, mặc áo phản quang rất là VIP. À, dạng Maxima của Hòa. Đường hôm nay có đông người nhưng mà vẫn rất là vắng, tại vì buổi trưa nắng quá mà. Đẹp quá, lâu lắm rồi mới lên Sài Gòn lại, hay chẳng như y như mà hai lúa mà lên Sài Gòn. Thế hồi xưa thì mình có học ở Sài Gòn, nói lại là hồi lúc xưa mình có học ở trường cao đẳng điện lực quận 12 đó ở Sài Gòn nào, thì mình có hay đi tiếp thị nước ngọt Tân Hiệp Phát nè, đi tiếp thị đũa, tiếp thị thuốc lá khách hội, nhiều thứ lắm.
đi đường ở Sài Gòn thì mình nắm ở trong tay hết, đi đâu là cũng không cần cần bản đồ, mình cứ ta xe mà đi thôi, nó dễ. Đây là ngã tư Hồ Vực, Hoàng Văn Thụ với đường Cộng Hòa, Tân Bình. Mình chỉ có một mình lên học xong rồi lên Bình Dương làm thôi, còn mấy bạn bè thì đa số ở Sài Gòn làm rất là nhiều, một vài đứa thì nhiều quê lấy vợ lấy chồng thôi. Lúc trước có xem một cái clip của anh Anywhere Man đó, ngay chỗ cầu vượt hồi nãy đó có cái trung tâm KTM, bữa nào cũng ghé thử coi chơi coi sao. Người nổi tiếng thì vô dễ dàng, còn như mình vô danh biết vô nó chơi vô hay không, nó anh mua gì không mua đi ra chết em luôn. Nãy mình có coi cái địa chỉ là nó nằm ở 27 Lê Tấn Quốc, Tân Bình. Không biết quý quẹ đường nào đây ta. Rồi ta thấy rồi, đây rồi. Số 27 đây rồi, đây rồi, đây rồi, tới rồi. Bạn Phượt Shop Facebook có nha mấy bạn, giá rẻ bất ngờ, mua gì cũng có hết.